gì tắt nhạc quay trời. Nó quả táo đời không mà đâu có lợi đâu. Vô đi anh, tôi rồi. Rồi, ok, tôi cho sư phạm tôi Rồi, thấy à? rồi. Ok. Nhạc quà tấu mà đâu có lời đâu, tưng 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 mà mẹ tao ghét. Tao mở cái gì, ta mở quốc ca Việt Nam lên bây giờ đó, tiếng quân ca đi ha. Chú quân ca bị đánh không trời, chẳng biết nữa. Mọi người có nghe rõ không à? Ồ, chào anh. Rồi, lên rõ với anh. Tôi báo cáo với thủ trưởng. Ok Rồi, thì anh. rồi, thì đó, đó là một Ok, mình cũng cái mừng cho cuộc anh. mà trong vòng mà đi chơi 3 ngày và rong ruổi trên những con đường của đất nước Việt Nam mình, nhất là xứ Nghệ An, Hà Tĩnh, thì có những Cái cái nơi ít điều người hay. đó, đúng rồi, Những rất ít ít người người tới, tới, rất ít người mà tới. nói một cách khác là ngày xưa ở nơi đó là một nơi mà được mệnh danh nghèo nhất nước luôn đó. Bởi vì nó là vùng núi, nó miền núi anh, rồi xong rồi lạnh lẽo, rồi những người ở dân cư mà nhờ nhà nước hỗ trợ, rồi cầu đường đo, trường trạm nhà nước đều lo hết. Bà cái chỗ nó ngồi là cái trường trường tiểu học nó cũng xây bự, cái gì nó cũng bự hết nè, cái trường mẫu giáo mầm non nó cũng bự luôn, cái kỳ cục Được, quá quê của đã bác, rồi, nó bự hết trơn. anh Quê quê của quê của bác mà còn bác đâu có cái gì, anh khi mà bác mất đi bác đâu có cái gì đâu, bác không có một cái tài sản gì cả, thì giờ bác chia ra thì bác chia cho toàn dân, thì cái nơi mà bác sinh ra thì bác có không không phải, tôi thấy là chia đều rồi, chứ mà có người nói có đeo người chia đều hết á, chứ không phải đi chỗ nào nó cũng vậy. cái Mà cái luật mà nãy mà thêm 30 năm nữa, tôi nói anh, cái luật mà coi như thuế ruộng thuế lúa thuế nông nghiệp á, kéo dài 30 năm, hình như là toàn dân, chứ không phải đợt, nó không phải ưu tiên cho một cái nào đâu. Ở miền Tây nó cũng vậy vậy thôi, ở miền Tây hoặc là miền Trung cũng vậy thôi. Đúng, đây là cái luật đất đai và cái luật thuế này kia là hầu như trải đều đất nước. Và một cái điều mình thấy là xúc động là chỗ là mình hỏi cái ông già kia, là cái ông già vợ của anh Hải mình, là ông đó là cựu chiến binh cái gì ngoài Bắc mà quýnh Trung Quốc á, thì Hà Giang hay gì đó đại khái, nói cái đó là ông nói vậy nè, cái đó là theo di nguyện của Bác Hồ, 50 năm miễn thuế toàn bộ cho người dân. Nhưng mà bây giờ cái bộ lãnh đạo chính trị người ta thêm 30 năm nữa là còn gì 80 năm đó, nó là như vậy, nó là như vậy. Cho thật tôi cũng đâu có biết gì đâu, là nghe những người lão thành và những người lão thành trách nạt. Bây giờ nghe anh nói mình mới nói, từ hồi nào giờ mình cứ biết là Việt Nam mình không có đóng thuế, thì có, như anh nói là bảo là sao sẽ chẳng phải đóng thuế gì cả, mà Không tôi thể không biết. ở Bây giờ mình biết là cái đó là tôi nghĩ là cái thuế đó là cái thuế nông nghiệp ạ. thế nông nghiệp, Thuế toàn bộ nông nông nghiệp nghiệp, bị miễn thuế cả, và tại vì những cái nhà nào buôn bán về tính chất về nông nghiệp, cái gì dính líu cái nông nghiệp là đều không có thuế. tại vì nhà nông của mình là nhà nông của mình làm việc rất là cực mộng, rất là nghèo, mình nghèo từ nào tới giờ rồi anh, nhưng mà dân mình của đông là toàn là những người làm nhà nông không mà rất là Nhưng mà nghèo. bây giờ nó khởi sắc rồi, cái chữ nông nghiệp Thì á, tại vì cái là chữ nông nghiệp thì hồi xưa thì mình nghĩ là làm ruộng thôi, vậy. nhưng thực bây giờ không phải. Bây giờ người ta trồng rừng, người ta làm gỗ, người ta làm dán ép, người ta làm bao bì, hoặc ta làm gì cũng đều là nó gọi là gom như người nông hết, đều tất cả đều miễn thuế đó. Vậy Hay bây giờ hay nghe anh nói thêm, bây giờ mình mới hiểu thêm một chút là tại sao mà cái mình mới nói là bởi vậy đó, là cái nền kinh tế mà của mình mà mình thoát được nghèo được là nhờ như vậy đó anh. Tại vì cái chính sách mà nó rộng rãi với người dân của mình, chứ còn cái người mà nó khổ, người mà nghèo nhất khổ nhất là những người đi làm nông ngày xưa, mấy người đúng đi làm rồi. tá điền anh, đâu có cái gì đâu, đi làm tá điền là đi làm công, đâu có cái gì đâu, hết mùa là hết gạo, cũng rất là khổ. Thành thử ra là khi mà người nhà nông là họ làm ra gạo, nhưng mà khi mà hồi đó năm 1945 mà chết đói là người nông dân là người chết đói đầu tiên. Đó là cái điều mà rất là kỳ cục, rất là dã man của nhưng Đúng mà rồi. bây giờ mình mới hiểu đó là tại tại làm sao mà cái nếp sống của cái người Việt Nam mình mà sau chiến tranh, đặc biệt là sau năm 1975, và cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là như vậy đây, họ làm nó họ 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 không họ 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 để cho cái tầng lớp mà còn coi như là thấp nhất, nghèo đói nhất, là họ xả thuế, tức là họ không
họ để cho họ tự nhiên. Bởi vậy đó là cái người từ Việt Nam mình đó là hiện tại bây giờ là cái sự tự do rất là nhiều, là tại vì mình không có bị lệ thuộc của ai cả. Đúng Thuế rồi, đúng má rồi. mình không có phải đóng Mà góp cho ai, mình làm bao nhiêu mình sống bao nhiêu, thành thử ra là mình không phải lo. Mình cũng thấy kẻ nghèo nhiều là như vậy đây, người người nghèo quá thì có những người, tại vì người Việt Nam mình bao giờ cũng có bà con họ hàng anh em gì đó, thì mà họ nghèo quá thì anh em mình đùm bọc với nhau, là tại vì mình phải đóng thuế nhiều, mình muốn làm gì mình làm, không có ai kiểm soát mình. Đó là lý do tại sao mà mình thoát nghèo một cách rất là lẹ làng đấy chứ. lệ hay. Đấy Và cái đầu tiên mà mình ra một cái xứ Nghệ An Hà Tĩnh nghèo sổ là cái đập vào mắt mình là xe hơi quá nhiều. Mình nghĩ là hồi xưa ở trong thành phố, nhưng mà là không phải, ngoài đó mới là xe hơi nhiều. À, nghe nó nói ở trong thành phố Vinh mà ngay chỗ trung tâm thành phố à, anh thấy xe hơi không có, thấy xe hai bánh. À, lúc đó mình chưa ra, mình chưa biết, bởi vì mình đi quá ngắn ngày cho nên vì đó mình chưa ra. Nhưng mà thực sự là mới vậy. Và cái thứ hai nữa là mình ra tới Nghệ An Hà Tĩnh thì mình thấy tất cả những cái nhà của những người dân hầu như nhà nhà nào mình cảm thấy nhà xây, và nhà xây 2-3 tầng, mình gọi là lâu đài đó, mà xây rất là đẹp, là xây kiểu cọ đó bạn ơi. Mà nói chung là nói một cách khác mà vừa kiếm người nghèo kiếm ra khổ vậy. anh đi Đấy đấy, là từ đó tôi anh đi về này về quê bác, là anh đi cái chuyến này là ngon á, chuyến là này rất bởi là hay vậy. Cái đấy để kỳ là anh mà hay hay không bằng hơn, là bởi vì đâu có ai biết đâu, nè. tôi cũng đâu có biết. Thì thằng Hải nó mới nói bố đi con đi ra nói thiệt. Tôi á, tôi mà nếu tôi mà làm nhà nước á, tôi phạt, tôi sẽ đóng thuế. Trong này có hai thằng, một thằng là Nguyễn Hữu Nhàn, một thằng là Thượng Chí Nhất á, tôi đánh thuế mày trồng hoa phải không, mày trồng hoa phải không, cho mày chết, mày đánh thuế cho mày sạt nghiệp luôn. Còn cái thằng Nguyễn Hữu Nhàn là trồng nuôi gà phải không, nuôi gà phải không, rồi tao chơi luôn chăn nuôi cho mày chết, cho hai người tôi ghét nhất đó hai Anh thượng sĩ nhất ông cũng là người nông vậy, ông đó. trồng hoa, ông không có trồng Không, không, tôi lúa, đặc biệt chỉ ông tôi chỉ đặc biệt không đánh trồng thuế đó thôi, đồ đánh cho hoa. nó tè tua đánh cho được. Việt Nam mình, bởi vậy Việt Nam mình nói là cái nói chuyện người làm nông là bây giờ mình góp vô đó là nuôi trồng thủy sản nó vậy đó anh, tức là mình chỉ trồng không á thì là trồng như ông thượng sĩ nhất, tức là cũng là nhà nông, nhưng mà nuôi trồng là cùng một lúc mà ông Nguyễn Hữu Nhàn đó là ông nuôi nuôi gà thì là cũng đúng Nuôi rồi, cũng là gà nhà nông thì cũng là nhà nông, người ta nuôi muốn trồng tha bổng mà hết, với là không đánh thuế ai hết, mà chỉ đánh thuế hàng này thôi. Đùa. nuôi trồng thủy sản Ok anh, rồi còn gì ok nữa không, mình cũng còn mừng lắm giờ anh, gì chưa, anh đi chơi, anh đi điểm một chút này rất hay, kỳ rất là kỳ hay, tới đó rất là ý nghĩa và rất là nhiều cái cảm xúc dâng trào, bởi vì thì mình tự hào chứ, tất cả mọi người chưa được đi mà mình được đi là mình thấy khoái rồi. Là khoai rồi, thứ hai nữa là mình đi những cái nơi mình muốn đi mà từ hồi xưa chưa ai dẫn mình đi. Cái thứ ba là hay bằng hơn, là không ngờ là thằng Quỷ Hải nó lại nhà nó lại ở đó, Hương Sơn Hà Hương Tĩnh Sơn Hà ở miền núi. À, trên miền núi trời bởi là đi đúng đúng cái kỳ này là coi đúng là xui, nghe trời mưa chắc không, trời mưa là tôi bắt nó chở tôi đi vòng 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 tôi lại đúng không, trời mưa tay tôi. Cái điểm thứ ba mình cũng hơi xui là bởi vì tôi dùng cái Vinaphone cho nên ra ra ngoài nó chạy nó quất, buồn cười lắm. Hỏi qua ra cho kỹ sau khi mình tưởng cái phone mình nó hư, họ hỏi tôi nói ủa sao kỳ ta, ở đây, dân người ta xài Viettel không bố ơi, chết mẹ rồi. Phải quay phim lại thôi. Ok đó, đúng ra mình ra tới đó mình quay mình live stream thì nó mới vui lắm. đúng Mình thực chất là mình quay mình cũng đủ, mình chụp hình mình ghi lại hình ảnh nè, một mặt là tôi ghi rồi Hải nó ghi thì cũng ok, cũng đầy đủ, khá là đầy đủ rồi. Rồi đúng rồi. ok anh.